Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 4 sang qua vật lý lớp 12 trong 173 để bài hỏi như sau. Trình bày cấu tạo của laser Ruby. Để có thể trả lời được câu hỏi này, cô cùng với các bạn xem lại cấu tạo của laser mà chúng ta đã được học. Chính là hình 34.4. Người ta đã chế tạo các loại laser sau: laser khí, laser rắn và laser bán dẫn. Dưới đây ta xét cấu tạo của một laser rắn, laser Ruby. Laser Ruby hồng ngọc là nhôm dioxide Al2O3 có pha chrome bauxit Cr2O3. Ánh sáng đỏ của hồng ngọc do ion chrome phát ra khi chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản, đó cũng là màu của tia laser. Tức là laser Ruby gồm một thanh Ruby hình trụ A. Hai mặt được mài nhẵn vuông góc với trục của thanh. Mặt 1 được mạ bạc trở thành một gương phẳng G1 có mặt phản xạ quay về phía trong. Mặt 2 là mặt bán mạ, tức là mặt một lớp rất mỏng để khoảng 50% cường độ của chùm sáng chiếu tới bị phản xạ, còn khoảng 50% thì truyền qua. Mặt này trở thành một gương phẳng G2 có mặt phản xạ quay về phía G1, hai gương G1 và G2 song song với nhau. Từ những dữ kiện này, cô và các bạn có thể miêu tả lại như sau. Đầu tiên chúng ta có laser Ruby. Thứ nhất đó là hình trụ A. Một thanh Ruby hình trụ A. Hai mặt được mài nhẵn. Vuông góc với trục của thanh. Tiếp theo chúng ta có mặt M1. Mặt 1 được mạ bạc thành gương phẳng G1 có mặt phản xạ quay vào trong. Tiếp theo chúng ta có mặt 2. Là mặt bán mạ. Chúng ta sẽ có đặc điểm đó là mạ một lớp mỏng cho 50% cường độ chùm sáng chiếu qua. Bị phản xạ 50% chiếu qua. Tạo thành gương G2. Có mặt phản xạ quay về phía G1 và chúng ta có G1 song song với G2. Như vậy bài tập số 4 đến đây là kết thúc.